Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Út Gấu nhá. Vâng, tên anh rất là hay. Vâng, anh ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Vâng, lại một đơn chép PD6 hàng Trung Quốc mà bên em cung cấp ra thị trường, thì anh Út Gấu đã xem và anh tìm hiểu và anh đặt cho mình một cái đôi loa chép PD6. Vâng, trước tiên là thay mặt công ty Zika Audio thì cảm ơn anh Út Gấu nhá. Vâng, trước mặt anh Út Gấu đây ạ. Vâng, là bên em đang test cho anh chiếc gửi đây ạ. Vâng, một đôi chép PD6 màng đồng, được mạ màu đồng rất là đẹp. Ở phía bên trong cái họng hút này của nó có một cái đầu đạn rất là lạ mắt. Vâng, và khung thép khung gang rất là chắc chắn. Vâng, về cơ bản thì cái dòng này đánh chép rất là tơi sáng, vì nó có cái họng hút đấy ạ, bằng họng hút để nó lan tỏa cái giải chép ra để cho nó mềm và tơi hơn ạ. Đặc biệt cái dòng này nghe không bị chói nhá các bác nhá, nghe không bị chói. Vâng, và em đang kết nối với lại một cái máy nâng tiếng Idol TP100, đây là dòng nâng tiếng mới sản xuất 2019, dòng TP. Còn trước đây nó có sản xuất ra dòng IP, bây giờ có ra cái dòng TP cao cấp hơn và lớn tinh chỉnh cũng đẹp hơn, và đặc biệt là xử lý các chip số rất tốt. Vâng, quay trở lại cái đơn của anh Út Gấu đi ạ. Vâng, nó là chép PD6. Vâng, đặc biệt cái dòng này là bên em có tặng cho tất cả những vị khách hàng cũng như anh Út Gấu là một cái tụ để cho gọi là tụ cảm, gọi là chống cháy ạ. Vâng, bên em đã đấu sẵn cho anh chỉ về với kết nối và có tặng kèm mỗi một bên chép là 1,5 m cái dây tín hiệu để chúng ta có thể kết nối với lại âm ly hoặc là với đằng sau cầu loa. Vâng, bên em đều tặng hết rồi các bác nhé. Vâng, sau đi em nghe điện chút xíu. Vâng, chúng ta quay trở lại cái đơn của anh Út Gấu đi ạ. Vâng, em vừa nghe điện thoại. Vâng, thì cái chép PD6 này được làm rất là chắc chắn, các cái khung, các cái chân rất là nói chung là cứng cáp. Và bên phía bên trong đây có một cái em vừa nói xong, nó là một cái đầu đạn nhìn rất là khỏe và lạ mắt. Cái giải chép, đặc biệt cái dòng này nó cho được cái giải chép nó rất là sáng mà nó không gây chói cho người nghe. Đó, em quan sát đấy ạ, nghe rất là mượt. Vâng, nghe rất tí tách, bản nhạc nghe nó sáng, nghe nó dễ chịu á. Được, hai bên em đều có tụ hết các bác nhá. Bên em đã đầu sẵn rồi, nhiều bác cũng không biết kết nối đâu ạ. Vâng, bên em đã làm sẵn, các bác về chỉ việc kết nối, khi mà nhận hàng thì việc kết nối là xong đấy ạ. Được, nghe rất tí tách anh Út Gấu nhá. Bên em thì cung cấp rất là nhiều mặt hàng, từ vang đẩy, âm ly, loa phun, loa làm đủ các loại loa và cả mic nâng tiếng, nói chung là nhiều mic có dây, mic không dây. Vâng, bên em lúc nặng về hàng nhiều để cung cấp ra thị trường, và trong đó có anh Út Gấu sở hữu cho mình một cái đôi chép PD6 hàng cao cấp. Vâng, anh Út Gấu nhé, thì hiện tại cái đôi loa chép mà PD6 của anh hoạt động rất tốt ạ. Và sau đây xin phép bỏ ra trên viên đóng hàng gửi cho anh. Và sau cùng em thay mặt công ty chúc anh Út Gấu và gia đình sức khỏe, và cho anh Út Gấu luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào anh Út Gấu và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.